biến dạng, nghiêng ngả. Nhìn những thùng rác này, ít ai nghĩ rằng nó là sản phẩm của mô hình giảm rác thải nhựa cho các khu dân cư. Sản phẩm có tên gọi là thùng rác thông minh 3 ngăn. Ngăn chứa chất thải nhựa, ngăn chứa chất thải tái chế và ngăn chứa chất thải thực phẩm. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn được lắp đặt, thùng rác đã nhanh chóng bị hư hỏng, không thể phát huy khả năng phân chia rác như mục đích ban đầu. Ở trong cái thùng đó nhá, cũng sẽ có 3 ngăn, nhưng mà trong đó thì kiểu là như cái bị trống mà, bị trống phía trong ạ, thành ra bỏ là sẽ vô rác phải vào trong, nhưng mà sẽ không có chỗ để phân loại trống ạ. Thành ra là rác chỉ gọi là bỏ đây ra vào đó thôi, chứ còn để phân loại là không phân loại được ạ. Còn đây là mô hình tủ tái sử dụng túi ni lông được đặt tại chợ Cầu Đông, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. Tủ được lắp đặt với mục đích tiếp nhận túi ni lông sạch đã qua sử dụng để người dân thuận tiện dùng khi đi chợ. Nhưng sự hô hởi ban đầu giờ đã thay thế bằng sự thờ ơ của khách hàng cũng như tiểu thương tại đây. Như thế cũng hiệu quả lắm. Bởi vì thấy ít thôi bỏ lắm. Bởi vì bây giờ ở nhà, ví dụ nhà chị cũng vậy chứ, có cái báo mà sạch sạch thì cất để lấy dùng cái khác nữa. Chắc cũng ít khi đem đi chơi để thả đó cũng như họ đó. Ngoài hai mô hình trên, để chung tay giảm rác thải nhựa, rất nhiều mô hình đã được các tổ chức hội, các đơn vị doanh nghiệp triển khai. Tuy nhiên tất cả đều không duy trì được lâu. Nguyên nhân là do sự bất tiện trong quá trình sử dụng, thiếu cơ chế chính sách hỗ trợ khi sử dụng các sản phẩm thay thế túi ni lông. Ngoài ra còn là ý thức của một bộ phận người dân chưa coi trọng việc phân loại rác, bảo vệ môi trường. Nên các mô hình ra đời và chỉ tồn tại được một thời gian ngắn. Khi qua về lại có cái báo họ đang có ý thức, họ lấy họ cái báo họ bỏ trong một cái thùng rác họ. Chứ có người thì họ gặp mối họ quăng họ thế. Là việc tuyên truyền của mình thì cũng thực ra là cũng chưa được sâu rộng, chưa có cái cơ chế chính sách để khuyến khích đồng viên cả cái tổ chức cá nhân sử dụng cái sản phẩm nhựa một lần và giảm cái việc sử dụng cái túi ni lông. Các sản phẩm ni lông khó phân hủy. Không phủ nhận có rất nhiều mô hình giảm rác thải nhựa triển khai trong thời gian qua đã góp phần nâng cao ý thức của người dân, giúp môi trường xanh sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, để các mô hình trở thành một mắt xích quan trọng trong việc giảm rác thải nhựa, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng.